Xin chào tất cả các bạn quay lại kênh của Phùng Tấn. Hôm nay Phùng Tấn ngồi tại phòng khách của Phùng Tấn, không ở trong bếp nữa. Mọi hôm thì Phùng Tấn hay chia sẻ món ăn. Hôm nay thì thực ra thì có hai lý do. Lý do thứ nhất là Phùng Tấn cũng hơi bận vì từ sáng giờ thì mình làm cái bột rang muối cho khách và đóng hàng chuyển đi. Bây giờ là 5 giờ 25 rồi. 5:25 chiều mình bị xong việc, thì bây giờ để mà chuẩn bị để làm ra video thì về món ăn thì nó hơi mất thời gian, và hôm nay mình cũng muốn dừng cái đấy lại một tí một ngày hôm nay để mình chia sẻ cho các bạn một cái gọi là cái nhỏ nhưng mà nó rất là có ích cho cuộc sống. Đó là hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái tỏi. Đấy, tỏi thì mình muốn chia sẻ cho các bạn về cái rượu tỏi. Đây, thì giới thiệu các bạn thì cách đây mấy năm thì mình cũng đã ngâm một cái bình rượu tỏi rồi. Đợt đấy mình uống thì cảm thấy cái sức, nói chung là về sức khỏe của mình, về mọi thứ mình thấy nó tiến triển khá là tốt. Cái rượu tỏi này thì nó có tác dụng, rất nhiều tác dụng. Thứ nhất là có tác dụng, giới thiệu các bạn là có tác dụng về chữa xương khớp này, chữa hệ tiêu hóa này, chữa về tiêu hóa này. Đấy. Nói chung là cái này nó chữa được khá nhiều, tiêu hóa, hô hấp, xương khớp. Đấy. Cái này còn tác dụng tốt cho cả nam giới. Của cái này thì cái vấn đề về của nam giới là khá là tốt. Cái này mình không phải nói suông đâu nhé. Mình không phải là nhà diễn giải một cái gì, đâm ra mình nói nó không được hay thôi. Các bạn muốn tìm hiểu về cái tỏi này thì các bạn vào Google, các bạn tìm kiếm, có rất nhiều bài nói về cái tỏi này. Theo mình được biết thì thập niên 70 đấy, thì ở Ai Cập đấy, Ai Cập là một nước rất là nghèo, sa mạc đấy, khí hậu rất là khắc nghiệt. Nhưng mà cái dân ở đấy thì rất là sức khỏe rất là tốt, tuổi thọ rất là cao. Đấy, thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tìm hiểu và nghiên cứu tại sao dân ở đấy lại cái tuổi thọ cao như thế, với cuộc sống nó lại khổ. Đấy, thì họ tìm thấy là mỗi nhà dân là có một cái bình rượu tỏi như thế này. Đấy. Thế thì mình cũng đọc được cái bài báo đấy, cũng đọc được các cái bài viết đấy từ mấy năm trước cơ. Đấy, thì mình cùng về mình có ngâm thì thấy mình sử dụng rất là tốt. Lâu nay thì mình cũng vì bận vì quên đi mình không sử dụng. Đấy, thì đến cái thời điểm này thì đang cái thời gian mà cái dịch Covid đấy nó rất là khắc nghiệt các nước trên thế giới. Mình bắt đầu mình nhớ tới cái rượu tỏi này. Đấy, thì mình vừa mình ngâm cách đây được tầm 20 hôm. Đấy, thì bây giờ bắt đầu mình bỏ ra để mình uống. Cái này thì hiện tại bây giờ thì mọi người đang ở nhà tránh dịch, các bạn làm cái này thì để sử dụng cái này mình nghĩ là rất là tốt. Đấy, mình biết cái này thì mình nghĩ là các bạn là ít người biết đến, thì mình muốn chia sẻ cho các bạn. Đấy, cái tỏi này thì thế chứ các bạn nào mình ngâm thì nó như một vị thuốc rồi. Thì đâm ra mình mỗi ngày mình uống, mình chỉ uống một ít thôi. Đây mình uống luôn cho các bạn xem. Đấy, thì mình giới thiệu tiếp. Các bạn mỗi ngày các bạn uống chia làm 2 lần trước bữa ăn. Đấy, mỗi lần uống khoảng độ tầm 20 giọt thôi. Đấy, mình uống khoảng độ 2 cái thìa cà phê này là được. Đấy. Cái bạn nào mà thực ra thì từng đây rượu thì mình nghĩ là kể cả phụ nữ cũng uống được, chứ không trừ trẻ con thôi. Đấy, trừ trẻ con, còn từng đây rượu thì ai cũng uống được. Nó là một vị thuốc, thế nên ra các bạn không nên uống nhiều nhé. Thuốc uống nhiều thì nó cũng là phản khoa học. Đấy, mình uống ít thôi. Tất nhiên là cái rượu tỏi này thì nó không uống dễ uống như các cái rượu khác, rất khó uống. Thế nhưng mà đây là nó là một vị thuốc, uống rất tốt thì mình cố gắng uống. Đấy, cho nó đảm bảo sức khỏe. Thì để giới thiệu các bạn thì nếu như các bạn muốn ngâm cái rượu tỏi này thì các bạn nên tìm các cái rượu có nguồn gốc xuất xứ tốt. Đấy.
rượu ngon, rượu chuẩn. Mình thôi thì các bạn không ấy thì nên các bạn nên tìm các cái rượu của công ty có nhãn mát đầy đủ thì nó an toàn hơn. Đấy là về cái rượu. Rượu thì các bạn tìm ngâm cái này rượu từ 40 đến 42 độ nhé, đừng có nặng quá. Đấy, nặng quá thì nó không tốt đâu. Còn cái tỏi thì các bạn nên tìm cái tỏi nó cùng chất nước, ví dụ như thể tỏi Lý Sơn, tỏi cô đơn đấy, hoặc là các bạn nếu mà các bạn dùng cái tỏi ta thì các bạn chịu khó bóc một tí, còn các bạn đừng nên ngâm cái tỏi tàu thì bóc nó nhanh thì nhưng mà ngâm thì nó không đảm bảo đâu, có thể nó hay bị xanh đấy. Thì đấy là mình nói về cái tác dụng của tỏi và cái chọn rượu chọn tỏi. Thì cái tỏi thì các bạn chọn những cái tỏi mà không mọc mầm, tỏi già nhé, đừng có tỏi non quá. Đấy, tỏi già, thứ nhất là tỏi già không mọc mầm. Thứ hai là cái cách ngâm thì các bạn như mình thì đây là mình chia sẻ cái cách làm của mình thôi, còn cũng có thể là có cái nhiều cách ngâm khác nhau. Thì cái cách ngâm của mình là mình mua tỏi về mình bóc. Đấy, mình bóc xong rồi mình thái. Trước khi thái thì mình sẽ để một cái chậu nước ở bên cạnh luôn, thái được khi nào thì khoảng một chậu nước bên cạnh luôn, thì mình ngâm trong vòng khoảng độ 8 đến 10 tiếng. Mình thường thường là trước khi buổi tối mình sẽ thái ra và mình ngâm đến sáng hôm sau mình ngủ dậy là mình ngâm qua đêm đấy. Thế như thế thì mình cũng không phải để ý thời gian, cứ ngâm qua đêm sáng ngủ dậy thì mình sẽ đổ ra cho ráo nước, đổ cho ráo nước xong bắt đầu mình cho vào rượu mình ngâm. Đấy, rất đơn giản như thế thôi. Trước kia thì mình cũng có một cái video mình chia sẻ là cái ngâm thì mình ngâm thời gian nó được 4-5 tiếng gì đấy, thì có những lúc mình ngâm như thế thì nó cũng bị xanh, có những lúc thì nó cũng được. Thì đâm ra mình thay đổi là mình ngâm thời gian nó dài hơn, 8 đến 10 tiếng thì thấy nó được chất lượng, nó đảm bảo. Trước khi các bạn ngâm hoặc là các bạn mới ngâm thì cái rượu mình rượu trắng. Đấy, cho tỏi vào cho màu trắng nhé. Sau khi mình ngâm khoảng độ tầm nửa tháng thì nó sẽ chuyển ngà ngà sang màu vàng. Đấy, của mình là ngâm được tầm 20 ngày thì nó hơi ngà ngà vàng rồi. Các bạn ngâm khoảng độ tầm 1 tháng hoặc là hơn 1 tháng thì nó sẽ vàng hơn. Đấy. Càng để lâu thì cái rượu của mình thì nó càng hơi ngà ngà vàng và nó có hơi két két kiểu như cái mật ong loãng ấy. Đấy. Đây là cái bình chứa tỏi của mình. Còn phía trước các bạn thêm đây là cái giấm tỏi. Cái riêng cái giấm tỏi này thì nhà mình lúc nào cũng có trong nhà rồi, không thể thiếu rồi. Bởi vì mình thứ nhất là mình vợ chồng mình hai vợ chồng cùng thích ăn tỏi. Thứ hai là nhà mình hay ăn các cái mì tôm hay ăn bún phở. Đấy, thì mình cho vào mình rất thích. Và thứ ba nữa là cái ăn tỏi rất là tốt. Thì đâm ra lúc nào mình cũng có cái tỏi mình giấm tỏi ở trong nhà. Còn mới đây thì mình mới làm cái rượu tỏi này. Đấy, thì mình thấy cái rượu tỏi này nó rất là tốt thì mình giới thiệu và chia sẻ cho các bạn. Kênh của mình thì chủ yếu là về món ăn, nhưng mà những cái trong cuộc sống, những cái gì mà mình thấy hay, mình thấy hữu ích thì mình cũng muốn chia sẻ cho khán giả của mình để có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì cái video này thì mình cũng không có cái gì để nói nhiều cả, chỉ có mỗi cái chia sẻ cái tỏi này là chính thôi. Đấy, thì mình chúc các bạn có một sức khỏe tốt và nếu các bạn nào còn nghi ngờ cái chữa tỏi này thì các bạn tìm hiểu thêm cho mình ở các cái trang báo, ở các cái trang mạng. Các bạn chỉ giờ nó cũng thời buổi công nghệ thông tin rất là tiện, các bạn chỉ cần search Google cái là ra ngay. Đấy, bởi vì mình không phải là chuyên gia về nghiên cứu nên ra mình nói nó không được hay và mình không thể hiểu biết sâu về cái đấy để mình chia sẻ được. Mình chỉ nói những cái cốt lõi thôi để cho các bạn tìm hiểu thêm, để các bạn làm thì nó tự tin hơn. Đấy, chứ không chỉ nghe mình cái các bạn làm thì nó cũng hơi chuyên yên tâm lắm. Thôi thì video mình xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Phùng Tấn. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.